Hiện nay, rệp sáp đã phát sinh, gây hại tại một số vùng trọng điểm trồng cà phê của tỉnh như E Hà Leo, Chư Mờ Ga, Cờ Đông Búc, Cờ Đông Bách, Chư Quyên với tỷ lệ nhiễm từ 5 đến 30%. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025. Đây là khuyến cáo vừa được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk đưa ra để kịp thời phòng trừ rệp sáp có hiệu quả tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đắk lắc đã yêu cầu trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện thị xã thành phố chủ động nắm bắt diễn biến phát sinh phát triển của rệp sáp khẩn trương kiểm tra đánh giá mức độ gây hại của rệp sáp trên cây cà phê tại địa bàn quản lý tham mưu ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí tổ chức kịp thời các lớp tập huấn phòng trừ rệp sáp trên cây cà phê trong đó ưu tiên tập huấn trước ở những vùng cà phê bị rệp sáp gây hại nặng tổ chức hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp tránh để lây lan trên diện rộng như vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ để hạn chế sự lây lan do kiến cắt tỉa cành thông thoáng loại bỏ các cành bị nhiễm rệp sáp sau đó thu gom và tiêu hủy tưới nước đầy đủ và bón phân cân đối hợp lý để cây cà phê sinh trưởng phát triển tốt sẽ hạn chế sự phát sinh phát triển của rệp sáp